Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em với bài tập toán lớp 5, bài 145 nha. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Bài hôm nay 145 mình sẽ ôn tập về độ dài và đo khối lượng nha. Phần tiếp theo. Trước hết là câu số 1. Viết các số đo sau dưới dạng số hợp phân. Giờ như vậy mình sẽ chuyển những cái đơn vị đo về km. Câu A là mình sẽ chuyển về có đơn vị đo là km đúng không? Như vậy là 4 km 397 m mình sẽ chuyển về km. Như vậy là 397 m chuyển về km thì mình sẽ chia cho 1000. 397 chia 1000 sẽ là 0,397 đúng không? Cộng với 4 này nữa là sẽ là 4,397 nhé. Như vậy chỗ này mình sẽ viết là 4,397. Đúng không? Giờ tiếp theo là 6 km và 72 m mình sẽ chuyển về km đúng không? Như vậy là mét chuyển sang km chia cho 1000, 72 chia 1000 sẽ là 0,72 cộng với 6 nữa là 6,072 nhé. Bây giờ chỗ này mình sẽ viết là 6,072 đúng không? Giờ tiếp theo là 500 m mình sẽ đổi qua km. Như vậy mình sẽ lấy 500 chia 1000. 500 chia 1000 sẽ là 0,5 đúng không? Như vậy chỗ này mình sẽ viết là 0,5 nhé. Đúng không? Tiếp theo là 75 m mình sẽ đổi qua km. Mình sẽ lấy 75 chia cho 1000. 75 chia cho 1000 sẽ là 0,075 đúng không? Vậy chỗ này mình sẽ viết là 0,075 nhé. Giờ như vậy mà xong câu A mình sẽ qua tiếp câu B luôn nha. Câu B thì mình sẽ viết cái đơn vị đo về đơn vị là về mét đúng không? Mình sẽ chuyển về đơn vị mét. Như vậy đây là 8 m 6 dm, mình chuyển về mét. Như vậy là dm mà chuyển qua mét thì mình sẽ chia cho 10. 6 chia cho 10 là 0,6 cộng với 8 này sẽ là 8,6 đúng không? Mét đúng không? Tiếp theo là 2 m và 4 dm mình sẽ chuyển về mét. Như vậy là dm chuyển qua mét chia cho 10. Như vậy là 4 mà chia cho 10 là 0,4 cộng với 2 này sẽ là 2,4 nha. Đúng rồi. Tiếp theo là 4 m và 38 cm. Mình sẽ chuyển về mét đúng không? Như vậy mình nhớ là cm mà chuyển về mét thì mình sẽ chia cho 100. 38 chia 100 sẽ là 0,38 cộng với 4 nó sẽ là 4,38 nhé. Đúng rồi. Giờ tiếp theo là 87 mm chuyển về mét. Như vậy mình nhớ là đổi từ mm qua mét mình sẽ chia cho 1000. Như vậy 87 chia cho 1000 sẽ là 0,087 đúng không? Mình nhớ là chia 1000 có nghĩa là sau dấu phẩy có sẽ có 3 con chữ số. Sau dấu phẩy có 3 chữ số, 87 sẽ đứng cuối cùng, như vậy là 0,087 nhé. Giờ như vậy là mình xong câu số 1 nhé. Giờ câu số 1 có em nào có kết quả giống như thầy, để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem nhé. Mình sẽ qua tiếp câu số 2 luôn. Giờ câu số 2 biết các số đo sau dưới dạng số hợp phân. Câu A là mình sẽ chuyển về đơn vị kg đúng không? Như vậy là 9 kg và 720 g mình sẽ chuyển về kg. Như vậy là gam mà chuyển qua kg thì mình chia cho 1000. Như vậy là 720 mà chia cho 1000 sẽ là 0,72 cộng với 9 nó là 9,72 đúng không? Đây là 9,72 nhé. Các em cũng có thể để là 9,720 cũng được nhé. Giờ tiếp theo là 1 kg và 52 g mà chuyển về kg. Như gam chuyển qua kg chia cho 1000. 52 chia 1000 sẽ là 0,052 cộng với 1 sẽ là 1,052 nhé. Đúng rồi. Mình nhớ là chia cho 1000 thì mình sẽ phía sau dấu phẩy có 3 chữ số và số 52 này đứng cuối cùng. Tiếp theo là 1 kg và 9 g, mình sẽ chuyển về kg. Như vậy là chuyển gam qua kg chia cho 1000. 9 chia cho 1000 sẽ là 0,009 cộng với 1 sẽ là 1,009 nhé. Mình nhớ là chia cho 1000 thì
sao giúp phải có 3 chữ số và số 9 này sẽ đứng cuối cùng. Tiếp theo là 54g mình sẽ chuyển về kg. Như vậy chuyển gram và kg chia cho 1.000. 54 chia cho 1.000 sẽ là 0,054. 0,054. Mình nhớ là chia cho 1.000 thì có nghĩa là dấu phẩy phía sau, sau dấu phẩy có 3 chữ số và số 54 sẽ đứng cuối cùng. Tiếp theo là câu B. Mình sẽ chuyển về đơn vị tấn nha. Như vậy là 5 tấn và 950 kg. Kg đổi qua tấn chia cho 1.000. 950 mà chia cho 1.000 sẽ là 0,95. Cộng với 5 nó sẽ là 5,95 nha. Đúng rồi. Giờ tiếp theo là 3 tấn 85 kg. Như vậy là kg đổi qua tấn chia cho 1.000. Vì 85 chia 1.000 sẽ là 0,085. Cộng với 3 sẽ là 3,085 nha. Giờ như vậy mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 có em nào có kết quả giống như thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy bằng cách xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 3 luôn. Giờ câu số 3 viết số hết hợp vào chỗ chấm. Câu hay câu A là 0,2 m, mình sẽ chuyển qua sang mét. Như vậy mình nhớ là chuyển từ mét qua sang mét nhân cho 100. 0,2 nhân cho 100 sẽ là 20 đúng không? Như vậy chỗ này mình sẽ viết là số 20 nha. Giờ tiếp theo câu B. 0,094 km chuyển 10 m. Km chuyển qua mét nhân cho 1.000. Như vậy là 0,094 nhân cho 1.000 có nghĩa mình sẽ dịch chuyển dấu phẩy về 3 chữ số. Như vậy dấu phẩy nằm ở cuối cùng này thì mình bỏ nó đi. Như vậy kết quả là 94 đúng không này. Giờ tiếp theo là câu C. 0,05 km mình chuyển qua mét. Như vậy mình nhớ là km chuyển qua mét thì mình sẽ nhân cho 1.000. Như vậy nhân cho 1.000 thì mình dịch chuyển dấu phẩy về 3 chữ số 1, 2, 3. Như vậy số này mình xuất hiện thêm số 0. Kết quả sẽ là 50 đúng không? Giờ tiếp theo là câu D. 0,055 kg đổi qua gram. Mình nhớ là đổi kg qua gram thì mình sẽ nhân cho 1.000 đúng không? Như vậy nhân cho 1.000 có nghĩa là mình dịch chuyển dấu phẩy 3 chữ số 1, 2, 3. Như vậy dấu phẩy nằm cuối cùng thì mình có thể bỏ nó luôn đi đúng không? Như vậy kết quả sẽ là 55g nha. Giờ tiếp theo là câu E. 0,028 mình sẽ chuyển về kg. Như vậy mình nhớ là tấn chuyển qua kg mình sẽ nhân cho 1.000 đúng không? Như vậy nhân cho 1.000 có nghĩa là mình dịch chuyển dấu phẩy qua bên phải 3 chữ số nha. 1, 2, 3. Như vậy mình sẽ thêm số 0 chỗ này sẽ trở thành số 20 nha. Tiếp theo là câu G. 1,5 kg đổ qua gram. Như vậy mình nhớ là đổ kg qua gram mình nhân cho 1.000. 1,5 nhân cho 1.000 sẽ là 1.500 đúng không? Đúng không? Hoặc là mình hiểu là dịch chuyển dấu phẩy qua 3 chữ số mà. 1, 2, 3. Như vậy mình sẽ thêm 2 số 0 sẽ trở thành 1.500 gram đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 có em nào có kết quả giống như thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy bằng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 4 luôn. Giờ câu số 4 viết số hết số hợp phần hết hợp vào chỗ chấm nha. Mình sẽ chuyển từ mét qua km. Như vậy mình nhớ là chuyển từ mét qua km mình chia trên 1.000. Có nghĩa là mình sẽ xuất hiện dấu phẩy trước 3 chữ số, như dấu phẩy nằm đây đúng không? Như vậy kết quả sẽ là 6,538. 6,538 đúng không? Như vậy mình sẽ điền kết quả vô đây nha. 6,538 km đúng không? Tiếp theo là câu B. 75 cm mình sẽ đổi qua mét đúng không? Mình nhớ là đổi từ cm qua mét thì mình sẽ chia cho 100. Chia cho 100 mình nhớ có nghĩa là mình sẽ đặt dấu phẩy trước hai chữ số, như vậy dấu phẩy sẽ nằm đây đúng không? Dấu phẩy nằm đây thì mình sẽ thêm số 0 thôi trước, có lẽ 0,75 đúng không? Giờ mình ghi kết quả vô là 0,75 nhé. Giờ tiếp theo là câu C là 3,752 kg mình đổ qua tấn. Như vậy mình nhớ là kg đổ qua tấn chia cho 1.000 có nghĩa là mình sẽ đặt dấu phẩy trước 3 chữ số 1, 2, 3. Nhiều phải dấu phẩy nằm đây đúng không? Dấu phẩy nằm đây thì sẽ là 3,752 nhé.
Đúng rồi. Tiếp theo câu D, 725 gram mình sẽ đổ vào kilo gram. Mình nhớ là đổi từ gram và kilogram chia cho 1.000. Như vậy mình nhớ là chia một vô cho 1.000 thì mình sẽ đặt dấu phẩy chứ ba chữ số. Như vậy là 1 2 3 dấu phẩy nằm đây nhé. Dấu phẩy nằm đây thì mình phải thêm số 0 ngoài trước. Như vậy kết quả sẽ là 0,725 nhé. 0,725 có nghĩa là 0,725 kg đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 4 nha. Giờ như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các bạn thấy hay giảng vậy thì bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm bấm đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của Thầy Liêm. Thì chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.